tờ Wall Street Journal đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel đang xem xét sử dụng nước biển để làm ngập mạng lưới đường hầm trải dài bên dưới Gaza, được các tay súng Hamas sử dụng để buôn lậu hàng hóa ra vào vùng lãnh thổ của người Palestine. Wall Street Journal cũng dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, quân đội Israel đã lắp đặt một hệ thống máy bơm công suất lớn không xa trại tị nạn Asati ở Tây Bắc Gaza vào giữa tháng 11. Hệ thống này được cho là bao gồm 5 máy bơm có khả năng hút hàng nghìn mét khối nước mỗi giờ từ biển địa Trung Hải, có khả năng cho phép Israel làm ngập mê cung dưới lòng đất trong vòng vài tuần. Chính phủ Israel đã thông báo cho Mỹ về sáng kiến này vào tháng trước, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu kế hoạch này có khả thi hay không, cũng như những ưu và nhược điểm của nó. Dù vậy, Tel Aviv vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc thực thi nó và không rõ Israel sẵn sàng thực hiện nó như thế nào. Báo cáo cho biết, kế hoạch này có thể đẩy các tay súng Hamas ra khỏi hệ thống đường hầm trải dài hàng trăm km với một số đoạn dẫn tới Ai Cập. Mạng lưới này cũng cung cấp cho Hamas và các nhóm hồi giáo địa phương khác sự che chắn đáng kể trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và cho phép họ trốn tránh sự phong tỏa của Israel. Một số đường hầm đủ cao để một người bình thường có thể đứng dậy, được xây dựng từ bê tông cốt thép và có mạng lưới đường dây liên lạc phức tạp. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ vẫn tỏ ra nghi ngờ về kế hoạch này phó chủ tịch tại trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế cảnh báo rằng rất khó để ước tính lượng nước biển sẽ thấm vào lòng đất hoặc hành động này sẽ tác động thế nào đến cơ sở hạ tầng nước và nước thải ở gaza